Xin chào mọi người, em là Ben, hiện tại đang công tác tại MG ở khu vực miền Tây. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc xe MG ZS hiện đang làm mưa làm gió. Phiên bản này là phiên bản nhập Thái nha mọi người. Giá niêm yết hiện tại của nó đang là 519 triệu, chưa áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá và giá lăn bánh. Thì quý khách hàng nào hiện tại đang có nhu cầu tham khảo dòng xe tầm lăn bánh chưa tới 600 triệu thì em này đang là một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Mình đi chi tiết xíu nha. Rồi, mặt ca lăng thì nó có cái logo bảng lớn nằm ngay vị trí này, ngay vị trí đầu xe. Mặt ca lăng tương phản hai màu, màu đen và màu này giống như màu nhôm nha, màu nhôm nhám, nhìn rất là đẹp và nó cho mình cảm giác sang trọng. Phần đèn trước thì nó trang bị cho mình là đèn full led có giải định vị ban ngày, và đèn sau vẫn là đèn full led luôn đó. Rồi, đối với bản xe là MG ZS bản standard này nè, nó không có cái đèn xuyên ở đèn gầm. Dưới nắp capo này là khối động cơ 1.5 lít nha. Công suất cho ga là khoảng là 112 mã lực. Và xe được trang bị mâm đúc 16 inch ha. Phanh trước đĩa và phanh sau đĩa. Có cảm biến số lốp nằm ngay vị trí này. Rồi xe được trang bị thêm là gương gập tự động, tức là khi mình xuống xe mình lock xe lại thì gương này sẽ gập lại, và khi mình mở xe gương sẽ mở ra đó. Tích hợp báo ghẻ trên gương đó. Xe này xài squat mắt khay nha mọi người. Xe này được trang bị full ghế da ha, tay bị tì tay vẫn là da, cần số được bọc da luôn. Rồi vô lăng vẫn được bọc da theo chỉ đỏ, nhìn rất là thể thao ha. Cho vô lăng tích hợp những nút bấm. Rồi ở phía dưới này là có rear control nằm ở phía dưới dành cho mình giữ chân ga tự động. Rồi vô lăng đi khách nhìn thể thao. Da này là da mềm ha, bọc tấp lô này là vẫn là da mềm. Hai màn hình giải trí 10 inch. Đây có camera lùi, camera da. Xe này được trang bị ba cảm biến lùi, hai túi khí. Xe này thì được trang bị thêm những cái công nghệ an toàn ha, phanh tay điện tử, auto horn, hỗ trợ đổ đều, cân bằng điện tử ha. Những cái nút bấm này nhìn nó rất là hiện đại, theo mode theo trend ha. Đây, giống như phím bấm piano, mình bấm gạt lên cũng được mà gạt xuống cũng được đó. Xe này được trang bị hộp số CVT được giả lập 8 cấp, cho mình cái cảm giác lái nó sẽ mượt mà nhẹ nhàng hơn khi mình đi trong phố đó. Khi mà mình muốn mà đi đường trường á, thì mình muốn về giả lập số tay cũng có luôn. Xe được giả lập bán tự động nữa, nó nên thành ra cũng rất là tiện khi mình đi đường trường. Đây là bản ghế sau của MG ZS bản standard, ghế da mềm, không có bệ tì tay ha, nhưng mà có gối đầu ở người ngồi giữa ha. Bây giờ mình vào trong thêm cái khoảng rộng của nó như thế nào. Xe cực kỳ rộng, thoải mái luôn, trong cái cốp B, giá mềm, khoảng chân còn rộng. Được trang bị cửa gió ở phía sau, có luôn hai cái USB để mình sạc. Đây là mình nhìn ở phía sau tới MG ZS, cho mình cái cảm giác cái khoảng sáng gầm xe nó cao, khoảng 170 nên mình ngồi mình cảm giác rất là thoáng. Đó, màn hình giải trí 10 inch, mình ngồi đây mình có thể thấy được thoải mái luôn. Đây là cụm đèn sau full led, có cản lipo ở phía sau, được giả hai ống bô nhìn cho nó thể thao hơn. Còn cái bô thật mình sẽ nằm ở phía dưới này. Đây một, đây là mắt cảm biến, ba mắt cảm biến tích hợp. Đây là một cái camera lùi để giúp cho mình an toàn hơn khi mình lùi xe. Một điểm lạ hơn nữa là cốp của xe MG ZS, mình chỉ cần ấn vào nút logo và dở lên. Tuy là cốp cơ thôi nhưng mình mở rất là nhẹ. Đây khoang chứa đồ ở phía sau cực kỳ lớn, nó sẽ được chia làm tầng. Nếu như mình hạ cái này xuống ha, làm tầng để mình dành để đồ. Nếu như bọc rồi mình để trên phía trên này, phía trên này nè, mình sẽ để bọc. Còn ở dưới này là bánh sơ cua, mâm này vẫn trang bị là mâm sắt thôi nha mọi người. Hộp chứa đồ phía sau cực kỳ rộng luôn. Tại MG ZS đang phân phối tại Việt Nam 4 màu, gồm có 4 màu. Đầu tiên là màu đỏ, thứ hai là màu đen, và thứ ba là màu trắng, và thứ tư là màu bạc.
ha, mình có 4 sự lựa chọn màu. Hiện tại ngân hàng đang hỗ trợ đối với xe MGZS này lên đến 85%, thì quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị đâu đó khoảng 140 triệu sắp gì đó lăn bánh luôn, biển tĩnh là có thể lấy MGZS bản standard. Với tầm lăn bánh chưa tới 600 triệu, chỉ có 580 triệu, đâu đó khoảng 580 đối với biển tĩnh, thì mình đã có một con xe được trang bị đầy đủ tất cả tính năng an toàn ha. Chiếc xe này đã được chứng nhận 5 sao của NCAP, chỉ với 519 triệu và lăn bánh chưa tới khoảng 580. Thì mình có những hệ thống an toàn sau đây nè: phốt cứng phanh nè, hỗ trợ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh vào cua, cân bằng điện tử, rồi thêm một cái nữa, phanh tay điện tử, auto horn, khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lớp, rất là nhiều tính năng an toàn nằm trên chiếc xe này đó. Nhưng mà với giá chỉ là 519 triệu, nào hiện tại đang có nhu cầu mua xe về 5 chỗ gầm cao, máy thoáng và đặc biệt là giá rẻ thì liên hệ em ha, số điện thoại nằm ở tiêu đề phía dưới, thì em sẽ hỗ trợ về xe, lái thử và kể cả ngân hàng ha, mình làm rất là nhanh. Rồi hiện tại là đang là mùa dịch nên khách hàng nào mà mình không có lên xem xe được hay là cần quay xe trực tiếp thì cứ liên hệ kết bạn Zalo số này của em ha, em sẽ hỗ trợ mọi người ha. Xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ.